Chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Qua thảo luận, đa số các đại biểu cho rằng đây là dự án luật rất khó, có tính chuyên ngành cao và cơ bản thống nhất với phương án quy định về việc giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn tổ chức chủ trì có quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi được cấp văn bằng bảo hộ. Trừ các đối tượng thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, vẫn do các cơ quan nhà nước thực hiện đăng ký, đồng thời đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án này theo hướng bổ sung, làm rõ cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả. Qua nghe các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.